tay. Mấy anh chị share giúp em nha. Thì mình làm âm rầy dựa trên cái nền âm rầy Vicose. Và khi mà mình cái này, khi mà mình sơn cái âm rầy Vicose này, mấy anh chị cần đèn. Cần đèn với lại một cái hũ clear. Và nếu mà trong trường hợp này thì mấy anh chị dùng cái hũ deep clear giùm em. Để làm gì? Tại cái deep clear cái bột nó mịn lắm. Bột nó mịn thì như vậy thì thành ra nó không có bị mất xếp nhiều, đúng không? Nên là ra mấy anh chị khi làm này á, dùng cho em deep clear hoặc là clear, crystal clear á, đừng có dùng clear. Dùng crystal clear hoặc là deep clear giùm em nha, không có dùng clear nha mấy anh chị. Không có dùng clear. Thì bây giờ là mình sẽ sơn một lớp âm rầy Vicose lên, sơn mỏng thôi. Và trên này thì mấy anh chị cần thêm một cái đèn nha mấy anh chị, đèn. Đó, để cô xin để cái đèn đây. Khi mà lát nữa để lên trên này thì mấy anh chị thấy là cô xin đút cái tay vô đèn nha. Thì khi mà mình hơ đèn chỉ cần hơ 30 giây thôi là được rồi. Thì mình sẽ làm tới bước nào là mình chia sẻ tới bước đó nha. Thì hy vọng thì anh chị sử dụng cái sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất nè. Rồi, bắt đầu là mình sẽ đi nha mấy anh chị. Sơn một lớp âm rầy Vicose lên. Xong hết nè, trước khi để vô máy để tránh trường hợp nó bị mất xếp á, mấy anh chị vuốt nhẹ hai bên thành móng giùm em vậy nè, chứ không phải là để như vậy, mình để dưới nè ha. Để làm gì biết không? Để cho nó tránh trường hợp nó bị mất xếp á. Tại bây giờ hiện tại là mình đã xong cái phần neo rồi, mà bây giờ mình nhúng thêm một lớp nữa đúng không nè, ở dưới thôi mấy anh chị ha. Đó, ở dưới thôi chứ không phải là lên trên nha mấy anh chị ha. Rồi, và sơn á là mình sơn là cho nó khéo nha mấy anh chị, không có lồi ra bên hông nha. Nó sẽ bị mất xếp của mình và tránh trường hợp chỗ có chỗ không nha. Sơn nó phải từ cuticle lên tới cái đầu móng ha. Và tránh trường hợp nó bị mất xếp nữa nha mấy anh chị. Đó, sơn là sơn cho nó đều, không có sơn nên sơn quá dày. Đó, và cái keo cái này của mình giống như cái Vicose vậy đó mấy anh chị. Nó đặc giống như Vicose vậy đó. Nên thành ra mấy anh chị sơn á, sơn kỹ giùm em. Cái nữa, tránh trường hợp nó bị ra khỏi cái phần da tay người khách nha. Và không cho nó bị thiếu nè. Tại vì khi này lát nữa là mình còn dip một lớp clear lên. Và khi xong hết mấy anh chị cho vô máy vô em hộ là 30 giây. Thì trên này nè, đó. Mấy anh chị sẽ cho vô máy nha. Hiện tại là xin đang cho cái tay người khách lên máy là khoảng là 30 giây thôi. Rồi, khi mà mình sử dụng một cái loại bột á, mà nó trong á, thì bên cạnh đó thì mình cũng có thể là sử dụng deep clear. Tại deep clear của mình cũng trong, cái hạt của nó nhỏ. Thì có gì mình xài đó, crystal clear hoặc là deep clear cũng được nha. Rồi, mình sẽ nhúng qua một lớp nè. Trước khi đi qua màu mấy anh chị nhúng một lớp nha, không là hạ lát nữa là mình nhúng không có ra đâu. Rồi, nhúng vô, lấy lên ha, nhúng lên lấy lên. Và khi mà mình nhúng như vậy là đòi hỏi là cái hũ bột clear của mình phải sạch nha mấy anh chị. Phải sạch nha, phải sạch. Đó, nhúng qua một lớp clear, rồi xong mới tiếp tục là dùng cái màu. Khi nào dùng cái màu á thì mấy anh chị dùng những cái màu đậm hơn chút ha. Không cần phủi trên này ha, không cần phủi tại vì nó là deep clear hoặc là clear crystal clear rồi. Nên là ra là mấy anh chị sẽ nhúng trực tiếp vô trong này nè. Đó, mấy anh chị nhúng khoảng là 70%, sau đó nhịn xuống là 70, 60, 50, 40, 30, 20. Thì nhúng tới khi nào cái màu của mình lên đậm luôn, chưa trong cái phần này. Âm rầy Vicose của mình mấy anh chị không cần dùng cây cọ, không cần dùng cây cọ nha. Rồi, đó mình nhúng nè, đi theo layer. Đó mấy anh chị thấy không? Đó, nhúng lên. Không, lên tới maximum cũng là 700 nè. Xong từ từ á, mấy anh chị thấy không? Là mình sẽ thụt lại cho nó giảm xuống cái phần đầu móng nè. Đầu móng thì mình đi cho nó nhiều lần. Để làm gì biết không? Để cho nó thấm được nhiều màu hơn á. Nè, mấy anh chị ha. Đi giống vậy nè. Khi nào mình thấy cái màu của mình lên đẹp rồi thì mình dừng thôi. Còn không mình cứ nhúng tiếp. Tại vì cái này là nó chỉ có thấm được cái phần pigment của mình thôi, chứ nó đâu có thấm được cái phần clear của mình đâu. Nó chỉ là có những cái bột pigment thôi. Thì khi mà mình nhúng như vậy, cái chỗ nào pigment có thì nó sẽ bám vô cái phần đầu móng nè. Đó, mấy anh chị thấy không? Không cần cây cọ nha, nhúng rất là đẹp. Nhúng rất là đẹp nha mấy anh chị. Sử dụng âm rầy Vicose này nhúng rất là đẹp. Cái này là cái xin bán rất là chạy. Chạy lắm. Không cần dùng cây cọ gì hết, không cần quét gì hết mấy anh chị thấy không? Nè. Nhưng mà khi mà mình nhúng tới cái phần mà 70% rồi, mấy anh chị sẽ từ từ xuống giảm xuống giùm em nha. Chứ không có đi lại cái phần mà 70% nhiều quá thì nó sẽ âm rầy của mình sẽ bị cao. Quan trọng là mấy anh chị muốn âm rầy của mình ngay khúc nào thì mấy anh chị cứ đi cái layer thôi. Đi thôi, từ trên giảm xuống là được.
Và khi mà mình làm xong tránh tình trạng là mình bị chảy xước nha mấy anh chị. Đây là cái pigment của mình rất là mỏng thôi. Đó, cái này nó làm đẹp hơn cái phần phần lấy cây cọ của mình á, giảm nha. Màu nó lên xuất sắc luôn mấy anh chị ha. Sử dụng những cái bột nè, trong trong collection 200 màu á mấy anh chị. Mấy anh chị thấy nè, làm có một cái ưu điểm nó không bị dơ nè, thấy không? Bột màu nó không bám lên cái da tay, thành ra tay cách không có dơ. Làm xong mà còn chùi cái da tay nữa là hơi hơi mệt á. Đó, nhưng mà trong trong đó là hả, hầu như là tới 99% 99,9% là nó không có hũ nào bị giống vậy hết. Trừ phi có một hai màu bị thôi, gọi là lạc loại á. Tại do cái pigment của nó là ha. Tại thường đa số là pigment đậm thì nó sẽ bám vô cái phần da của mình. Đẹp không? Nhúng tới khi anh chị muốn nhúng đậm hơn thì mình cứ nhúng nhiều lần thôi nè. Mình cứ nhúng giống vậy nè. Đó, không hạn chế số lần, không? So xinh luôn. Khi mà mình đã thấy cái màu của mình đều rồi, không nhúng nữa, vậy thôi. Còn nếu mà mình muốn đậm hơn thì mình nhúng đậm hơn, nhúng nhiều hơn. Đó. Cứ nhúng giống vậy ha. Làm xong nè, đập đập xuống, không? Lắc lên lại để cho cái bột của nó lên. Lấy cái pigment lên, đó. Lắc lên. Mình đẩy đẩy giống vậy nè. Đó là cái bột pigment nó sẽ bám vô cái móng. Rồi xong, cái phần ombre xong rồi, bắt đầu mình nhúng cái phần đầu móng nhiều hơn. Đó ha, rồi. Xong ombre nè, chỗ đầu móng nè hơi nhạt chút. Mấy anh chị nhúng cái phần đầu móng thôi. Đó, nhúng đầu móng thôi. Không có nhúng lên trên nữa ha. Để tránh trường hợp là ở trên nó bị dày, bị đậm. Thế là mình đã xong cái phần này. Đó, so xinh luôn mấy anh chị, là màu gì cũng được hết. Nhưng mà sử dụng bột màu bên công ty nha mấy anh chị ha. Mấy cái hũ bột trong 200 màu, anh chị nào mà có set này mấy anh chị làm cái này đi. Ông rầy vay cost thôi, mấy anh chị làm bất cứ màu gì cũng được. Nếu mà anh chị mà đắp không có đẹp á, hay là cái màu khó quá thì mấy anh chị làm vậy giùm em. Nhưng mà khi mà mình làm ombre vay cost á thì đa số là những cái màu ở trên cái nền nó phải nhạt và nó lợt nha, để mà mình lên màu cho nó đẹp mấy anh chị, chứ không phải là cái gì hết á. Lên màu vậy thì nó mới show up. Và khi mà mình nhúng như vậy thì mấy anh chị nên lựa chọn những cái màu mà nó hơi đậm đậm một chút á thì mấy anh chị lên màu nó nhanh. Còn mấy màu nhạt á mấy anh chị lên không phải nó không lên màu đâu. Tại vì nó nhạt mà, thì tất nhiên khi mà cái pigment của nó ở trong đó nó nhạt, làm sao nó lên màu đậm cho mình nhanh được, đúng không? Đó, xong phủi sạch nhẹ nhẹ nè mấy anh chị. Đẹp không? So xinh luôn nha mấy anh chị ha. Đơn giản nha, với ombre bay cốt nha mấy anh chị. Đây nè, một chai có mấy đồng thôi, không biết mấy đồng nữa, nhưng mà biết mấy đồng thôi à. 8 đồng hay 10 đồng gì đó. Đó, maximum là 10 đồng chai thôi. Làm like mà cô xin không nhớ giá luôn. Tại chỉ biết làm thôi mấy anh chị. Là cô xin không có bán hàng nên thành ra không có nhớ giá. Nên thành ra lát nữa là cô xin sẽ update giá cho mấy anh chị nha. Mấy anh chị ơi, ai coi mấy anh chị trong công ty, ai coi like thì cho cô xin cái giá coi. Để anh chị là trên like mình coi, mình nắm giá luôn. Này, khi xong hết này mấy anh chị thấy cái ngón nào nó nhẹt thì mấy anh chị cho thêm cũng được nha. Đó, khi mà mình làm xong này mấy anh chị có thể là điều chỉnh màu cho nó hơi đậm một chút xíu, giống như ngón này đi ha. Là mình thấy chỗ này nó hơi nhẹ, mấy anh chị tiếp tục mình nhúng lên. Đó, đẩy 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 ra giống vậy là xong. Đó, thì nó sẽ được đậm hơn chút nè. Đó, mấy anh chị thấy không? Đó, chỗ nào nó nhẹ thì không có điều màu thì mấy anh chị cho thêm vô. Nhưng mà tuyệt đối không cho nó bị vết xước nha mấy anh chị. Vết xước là lát nữa mình phải làm đi làm lại đó. Tại vì vết xước khi mà anh chị bù vô đâu được đâu. Tại vì cái ombre vay cost chỗ đó là một cái layer, một cái lớp rất là mỏng luôn. Nên thành ra làm cái phần này là mình chỉ có những cái cần lưu ý là như vậy thôi mấy anh chị ha. Cần lưu ý là như vậy thôi thì mấy anh chị sẽ có một cái bộ nail ombre rất là đẹp. Và khi mà chùi cũng vậy, mấy anh chị phủi nhẹ nhẹ thôi. Đừng có phủi mạnh quá, tại vì nó chỉ là một lớp rất là mỏng. Khi xong hết phần này mấy anh chị có thể là sơn top coat hoặc là matte top coat lên nha mấy anh chị. Ở trên này là xin sẽ sơn một lớp matte top coat lên nè.
thì đây là cái sản phẩm mà Christine đang dùng ha. Đây là cái ông Rebate Code để hỗ trợ cho cái bộ đeo hôm nay. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và trên đây là cái số 140 hôm nay Christine dùng. Và cái nền bay của mình sẽ là màu Coral Pink trong collection là OM ha, gồm có 15 màu. Đây là cái ombre Bacot để làm ra cái này. Và hôm nay tôi xin sử dụng cái coi Deep Clear để mà mình layer ha. Mình lót một lớp ở trên. Và bông 3D thì mình sẽ sử dụng là bột 3D powder. Tất cả sản phẩm đều có bán tại clemsupply.com. Website của mình là clemsupply.com nha mấy anh chị ha. Số phone của mình là 714-804-8688, 714-804-9288, 714-804 9918. Và sắp tới nữa là Christine sẽ có một lớp cơ bản tại Canaro vào 4 ngày 17, 18, 19, 20. Thì anh chị chưa biết làm bột hay làm biết phần cơ bản của mình á, từ đắp bột tới lấy xếp chảy máy, thì mấy anh chị có thể đăng ký lớp này qua số phone 714-804-9818 nha. Và Christine thường xuyên like tại trang cá nhân của mình là Christine Lâm, với trang TikTok của mình cũng là tên Christine Lâm luôn, với lại trang YouTube của mình là Clem Supply Official hoặc là Christine Lâm trên Instagram. Thank you mọi người rất là nhiều nha. Ngoài ra nữa thì anh chị có thể là xem lại những cái video clip của mình trên YouTube của mình, chỉ cần search tên là Christine Lâm Nail hoặc là Christine Lâm thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều kênh có những cái video của Christine. Thank you mọi người rất là nhiều nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của mình nha.